tối nay thứ tư Linh đã với Sunny đi nghe Tuấn Ngọc với Lan Anh Há. Nè tí xíu nè quý vị coi nè, thập niên 50 với 60 ra quậy nha. Thank you.
Linda với lại Cindy đi ra ngoài cái máy nha. Ở dây tiền ra ngoài cái máy.